Xin chào anh Lê Văn Hoàng ở Thanh Hóa. Hôm nay em sẽ test cho anh một cái bộ 1 mic không dây màu vàng gold, chạy 2 pin AA, bộ 1 mic màu vàng gold. Thì cái này bên em đang bán với giá là 385.000. Thì ở trên đây em đã kết nối cái mạch thu này với lại cái bộ test mic không dây của bên em. Ngoài ra thì ở trên đây thì em đã bỏ pin vào đây rồi. Anh thấy đây là pin trên đây rồi, chạy bằng 2 pin AA nhé. Và ở trên đây thì đây. Đấy. Lơ. Thế như là cái này nó hết pin rồi. Em chờ một chút em lấy pin khác em thay cho anh nhé. Đấy. Như vậy là anh có thể thấy rằng là ở trên đây thì màn hình nó báo như thế này. Và ở dưới đây thì có bóng đèn xanh nó báo đã kết nối sóng. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi tần số bằng cái nút set ở dưới đây. Chúng ta nhấn thì cái mạch này nó sẽ tự nhận biết được cái sóng mà tần số mà chúng ta vừa mới thay đổi. Nó tự kết nối với nhau. Đấy. Alo, 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 alo. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là cái sản phẩm này hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên đây để gửi hàng cho anh. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập vào sàn đỏ Shopee. Bên mình có shop trên đó tên là Mẹo Vặt 789 hoặc là Linh Kiện 789. Các bạn lên đó cũng mua hàng cũng được. Và đây là mic ở tần số UHF anh nhé. Ok. Và trên đây là hai ký hiệu trên cái sản phẩm của anh. Xin cảm ơn anh Hoàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.